Đầu tiên xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với chuyên mục Sống vui sống khỏe. Kính thưa quý vị, có lẽ chúng ta đều biết gan là một trong những bộ phận quan trọng nhất của cơ thể, giúp chúng ta duy trì sự sống. Gan được ví như là nhà máy thải chất độc lớn nhất của cơ thể. Ngoài chức năng là hoạt hóa vitamin, cân bằng hormone, gan còn có tác dụng là xử lý hóa học với các chất như là đường, mỡ hay là đạm để các cơ quan khác của cơ thể chúng ta dễ dàng hấp thu hơn. Các tế bào gan cũng hoạt động như một kho dự trữ nhiều chất rất quan trọng như sắt, vitamin, khoáng chất, glycogen cho đến khi cơ thể cần sử dụng. Trước khi hành trình trên khắp cơ thể, máu từ dạ dày và ruột được lọc bởi gan để ngăn chặn và xử lý các chất độc hại lưu thông trong máu. Nếu không có chức năng giải độc của gan, cơ thể sẽ tích tụ chất độc ngày càng nhiều, làm suy yếu sức khỏe rồi tử vong. Chúng ta không thể sống khỏe mạnh nếu chức năng gan suy giảm. Cách chăm sóc bảo vệ gan, không nên tức giận, căng thẳng, stress, không thức khuya, ngủ ít, hạn chế uống rượu bia, bỏ thuốc lá, không ăn nhiều thức ăn chiên, nướng, cay, nóng, nhiều dầu mỡ, tiêm vaccine phòng viêm gan, chú ý giữ cân bằng dinh dưỡng và uống nhiều nước, vận động thường xuyên nhưng không quá sức. Khi có bệnh về gan nên tránh những thực phẩm có hại với gan như thực phẩm không còn tươi, bao gồm các loại thực phẩm lên men, có chất bảo quản, phẩm màu và các phụ gia, các loại thức ăn hun khói, các gia vị có chất kích thích, tuyệt đối không uống rượu bia, thường xuyên gặp bác sĩ để được khám và điều trị.